Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho anh em cách tạo intro mở đầu đám cưới trên Camaster 5.0. Để làm được video, anh em tải giùm mình vật liệu intro đám cưới dự án beta, mình đã để dưới phần mô tả của video này. Tải xong rồi anh em bắt đầu mở ứng dụng Camaster lên để cùng mình chỉnh sửa. Anh em chọn tạo mới, chọn 16 chính, chọn nhập dự án beta, chọn OK, chọn tệp, chọn vật liệu mà anh em đã tải về. Anh em đợi ứng dụng nhập dự án thêm một chút thời gian. Hiện tại mình cũng chia sẻ một cái video nền xanh để anh em sử dụng Camaster có cấu hình thấp vẫn có thể tạo ra một cái video tương tự. Vật liệu mình đã để dưới phần mô tả của video này, anh em cứ lấy về mà sử dụng. Rồi, đã nhập dự án xong, nó xuất hiện một cái giao diện như anh em đang thấy. Anh em chỉ việc chỉnh sửa và thay đổi ảnh theo ý thích của mình là OK. Anh em muốn thay đổi cái chữ Phạm Phước Tâm và Đậu Thị Trà My thì anh em nhấn vào, chọn ở đây để thay đổi chữ, xong rồi anh em chọn OK. Để thay đổi ảnh, anh em chọn vào ảnh, chọn ở đây để lấy ảnh cần thay đổi. Trên dự án, bức ảnh có hình tròn nên mình phải điều chỉnh chút xíu để ảnh khớp vào vòng tròn, nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Chọn cắt, chọn mặt nạ, chiếc lông chọn 20, hình dạng là hình tròn. Anh em bắt đầu điều chỉnh đến khi nào đẹp mắt là OK. Phần chữ và những bức ảnh còn lại, anh em làm tương tự như vậy luôn. Anh em lưu ý, khi thay đổi ảnh không khớp với khung hình, anh em điều chỉnh lớn nhỏ tùy ý, đến khi nào đẹp và được mắt thì dừng lại. Riêng dưới video này, mình chia sẻ cho anh em hai vật liệu. Một là dự án beta intro đám cưới, và hai là video nền xanh intro đám cưới. Anh em thấy cái nào phù hợp thì lấy về sử dụng anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích, nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.